Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món bún măng vịt. Thì gồm có bún măng với lại vịt cô chú anh chị ơi, con vịt nha. Thì muốn mà con vịt này nó ngon á, mình phải lựa cái loại con vịt nó ít mỡ mà nó nhiều thịt nạc. Cái con vịt này 2 kg thêm nhờ mình, nhà mình ít người á, mình sẽ nấu nửa con thôi. Nhưng mà vịt này cô chú anh chị ơi, ở đây người ta đốt cái da cái lông của nó nè, cho nên nó thơm. Nhưng mà mình muốn nó ngon hơn nữa thì mình rửa muối với lại gừng. Xay gừng ra chuẩn với lại muối rửa sạch đó, rửa sạch hai hai ba nhiều nước, mình rửa cái này 5 6 nước luôn á để cho nó sạch nó thơm con vịt khi mà mình nấu nha cô chú anh chị đó. Thì bây giờ mình sẽ cắt làm hai con vịt này, nó to quá mà mình nấu hết á thì chắc chắn là không thể nào ăn hết được, phải ở đây á, bạn bè có cô chú anh chị mời người ta tới ăn. Mấy lúc mình mời rất là nhiều lần bạn bè á, nhưng mà toàn là đến 10 giờ khuya mà sao giờ làm mới đến được. Này là xong nước, bây giờ nó sôi rồi mình sẽ bỏ thịt vô, mình luộc, mình nấu nó nè. Bỏ cái lòng này vô, bỏ cái cổ này vô luôn. Mình sẽ làm nước mắm đường. Nước mắm đường làm có 2 cách. Có người làm là người ta sẽ thắng cái nước đường ở trên bếp với lại nước mắm, xong rồi bỏ gừng vô. Nhưng mà ở nhà mình làm ăn ít á, cho nên mình sẽ làm nước mắm sống gì luôn, ăn cũng rất là ngon. Rồi mình làm 4 muỗng đường, 5 muỗng nước mắm vô. Mình sẽ cho ớt vô. Tường. Bây giờ mình sẽ làm thêm một lần nữa. Tại vì mình thấy nó ít quá. Làm thêm nữa. Thêm chanh. Mắm rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi, vừa luôn. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị vô. Mình nêm bằng hạt nêm. Cái này người ta nấu bán á, thường thường ta nêm bằng bột ngọt á. Nhưng mà ở nhà mình sẽ nêm bằng hạt nêm á. Mình sẽ nêm vô muối. Chút xíu. Thêm hạt nêm. Mình nêm cho nó đậm đà một hơn một chút để mà khi mà ăn chung với lại bún á nó sẽ ngon hơn, nó có bị lạc nước. Thì mình sẽ nêm thêm hạt nêm. Thì còn cái phần măng này á, nếu mà bán người ta sẽ để riêng, nhưng mà do ở nhà mình ăn mình muốn nó cái măng này nó thấm gia vị ngon á, mình sẽ cho vô trong cái nước súp luôn. Để cho nó thấm gia vị cho nó ngon. Mình cho vừa phải thôi, không cho nhiều, cái này nhiều á. Rồi, đi đây được rồi. Thêm miếng nữa. Đó. Rồi, mình sẽ nấu. Hầm khoảng 5-10 phút gì đó cho cái măng này nó thấm gia vị cho nó ngon. Đó. Thì thịt vịt.
chín rồi mình sẽ rớt ra. Thêm cái món gỏi nữa, bắp cải non, cái hai loại bắp cải bắp sú, nhưng mà mình sẽ lựa cái loại bắp bắp cải non thôi chứ gì, còn cái loại bắp sú kia nó cứng á, mà nó hay bị đắng á, nên mình sẽ lựa cái loại bắp cải non. Rồi như đây được rồi. Làm nước mắm để làm gỏi thì trong này có tỏi với lại tỏi ớt, nhưng mà muốn không cay là lúc nào cũng phải bỏ cái hạt ớt ra ngoài nha. Đó mình làm một chút xíu thôi, tại vì gỏi không có nhiều quá cho nên mình sẽ làm ít, một muỗng đường. Rồi chanh vô, như đây thôi. Cắt cái gì để bỏ vô trong nồi súp. Đấy, làm ít thôi, không làm nhiều. Làm vô đây ha. Làm giống như ở phần một phần ở bên ngoài ngoài tiệm ta làm đó. Trộn lên. Tất cả các loại gỏi khi mà trộn á đừng bao giờ bỏ nước. Tại vì trong cái rau củ khi mình trộn nó đã chảy nước ra rồi. Cho nên là đừng có bao giờ làm nước mắm bỏ nước. Nó sẽ mất ngon đi, nó bị giảm đi cái gia vị ở trong cái nước mắm á. Sau khi mà mình nấu xong á thì mình sẽ bỏ ngâm vô trong cái nước nước đá để mà hoặc là nước lạnh á, để cho nó không có bị màu đen, nó không có bị thâm á. Cái này dịch này thì mình sẽ bỏ gỏi ha. Chặt. Đó. Chim cờ không đi. Chim cờ đi học mẫu giáo không chịu ăn gì hết á, nhưng mà ở nhà thì ăn được. Lạ, món ăn lạ nên là không thích. Cái chỗ này xương sẽ bỏ ra ngoài. Thì ma đói bụng thì ma hỏi ra vô hỏi mẹ là chừng nào xong, chừng nào xong, sao lâu quá, sao lâu quá.
Nói xin chào đàng hoàng, con xin chào ông bà, cô chú. Xin chào ông bà, cô chú. Nói rồi con. Xin chào ông bà, ông bà, cô chú. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Thôi lâu lắm rồi nhà mình mới ăn lại món bún măng vịt Phan Thiết. Mình có một người anh mở cũng bán cái tiệm bún măng vịt. Bán nhiều mua chứ mà bán đông á. Ok, xin mời cô chú chị và các bạn ăn với nhà mình. À, một miếng chanh nữa. Bye bye, Liêm. Nè, con muốn nhiều. Nhiều hả? Đó. Thôi, vô đó được rồi, cho nên ăn hết mình lấy nửa nhiều. Cái nhiều nữa. Nha con. Con gom chanh rồi. Ừ, ăn đây con. Đũa cô Hương tặng cho con á. Cô Hương mua cho con á. Con ăn đi. Con gắp đi. Đó. Và chết chim cơ hề luôn. Fun. Funny. Con lâu lắm rồi nhà mình mới ăn lại món này luôn. Ui da. Ui da. Chim не кричи, кажу. Ủa. Trời ơi, lâu khoảng một năm nay luôn thôi nhà mình. Mấy năm nay mình mới nấu lại món này. Bún măng vịt đơn giản thôi cô chú. Có măng. Măng á, luộc măng rất là. Muốn ăn măng ngon là phải ngâm nè, rồi thay nước mấy lần cho nó hết cái màu vàng á. Rồi luộc. Luộc cho nó nở ra xong rồi mới đem đi xong rồi đem đi xé nhỏ ra, đem đi luộc lần nữa của chú rồi, rồi rửa nữa nhiều nữa. Nên là măng á nó còn không còn màu vàng luôn, mình rửa đến mức mà không còn màu vàng trong cái nước luôn, nó trong cái nước luôn á. Thì ăn nó mới ngon. Xong rồi sau đó thì mình nấu bỏ trong cái nước súp nữa thì nó ngon, nó thấm gia vị á, giống như mình đang hành với lại thịt á. À cái này cà da không ăn được, đúng rồi, bỏ hay không? Rồi con ăn thịt đây. Ăn thịt đây. Ăn thịt vô. Rồi lấy cái muỗng múc súp. Cái muỗng múc súp hút vô miệng nè, nhìn nè. Thêm một miếng nước mắm nữa, mắm gừng bỏ vô. Đó. Có củ hành nữa. Hấp dẫn. Ừ. Ok, bỏ miếng nước sốt vô trong súp ngon không? Thơm, thơm mùi gừng. Chim à, con có. Mẹ cũng nhiều. Cũng nhiều nữa hả? Rồi nhiều mới chịu. Chim à đừng có lấy cho con la âm sùm nữa con. Vui á. Mỗi lần chim à vui là chim à cười nhiều cô chú à. Chứ mấy bữa giờ đi học buồn lắm, toàn là đi học không bỏ ăn, không chịu ăn gì hết. Rồi cô giáo phải nấu cơm, tại vì mình nói là Tima thích cơm á. Như là cô giáo ở trên trường nấu cơm cho Tima ăn thì cũng ăn được, đỡ hơn là có súp súp Tima không chịu ăn. Dịch. Thịt nàng nhiều. Оце їж, це м'ясо, Тіма, їж. Це м'яско, Тімка. Hôm nay cuối tuần á. Cho nên ở Ukraine không có tin tức còn ba là tôi đây xong để sắp rồi. Đâu hiếp nhiều đó. Cô chú chị, sáng thứ bảy chủ nhật hình như là hai bên cũng ngừng chiến đấu hay sao? Biden fell. Samsung was shot in Crimea. Không có nhiều tin tức của chú chị, người ta cũng nghĩ gì mà làm gì đó thứ bảy chủ nhật. Ngon con. Спробуй печеньку. Кушай всё. Хотим как я, ну. Тима, а где она? Тима.
hiếp salad đúng. Cà phê. Mà thích cà phê. Tức chú giá. Ở nó nóng không không? Sao? Ngon không? Thấy được không? Không ngon. Chị nói cay mama. Cay. Bị con chị nói cay. Nhìn con mà cho nên chị nói cay. Cái muỗng con, muỗng súp á. Muỗng, muỗng hấp nước. Зараз подуть, синок. Отак. Ну. Лука, спробуй. Що ти кидаєш? Соус поклав, що я кидав? Поклав? Ну, а команд гам. Ở bên nào cũng có măng luôn, đầy đủ luôn rồi chú à. Mạch nhiều á, đầy đủ luôn. Được. Nhưng mà lấy muỗng xúc. Đúng không? Hôm nay Lucas đi đâu cỡ trong bọc bác nghe à? Hôm nay con đi sinh nhật cô con về. Chơi cái này luôn giỏi. Thích quá con. Ở đây lâu coi như là nhập tịch ở đây á, và có nhiều nhiều bạn ở thành phố. Cô không được nhiều an tâm cùng nhà bằng nhà bằng. Từ ngày đất nước có chiến tranh á, thời gian của người Ukraine cũng như là tụi mình á, gia đình tụi mình á, phải tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Ví dụ lúc không có chiến tranh thì không có coi tin tức nhiều. Còn bây giờ có chiến tranh hầu như là hằng nào lúc nào điện thoại rảnh là phải coi tin tức. Lúc nào làm việc thì làm, lúc nào không làm việc là phải coi tin tức. Không có thời gian để mà coi phim luôn. Không có thời gian coi gì hết. Thỉnh thoảng lâu lâu rồi. Bình thường là dành thời gian coi tin tức hết. Còn có coi YouTube là cũng coi những cái kênh YouTube rồi. Chứ không có thời gian coi phim luôn rồi chú. Đẹp hả con không? Em có cái xe sinh nhật. Cái xe sinh nhật. Mom. Ok cô chú anh chị ơi, hôm nay mình quay video chia sẻ đến đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã, các bạn đã xem. Ủng hộ gia đình mình, tạm biệt. Mời cho mời. Đã, thích không con? I go to support Ukraine. Our fan 99% support Ukraine. No, I mean in football. Con biết game của mày bao giờ? Em mắc yêu có đá banh ủng hộ Ukraine. Ukraine đang đá banh. Con đê buồn. Em gặp bạn. Hết chiến tranh, về thì Việt Nam. Khởi pока. Chứ mà tạm biệt đi con. Con biết đê. Tạm biệt. Con nói tạm biệt hay tạm biệt? Tạm biệt. Tạm biệt, đúng rồi. Tạm biệt.